Rồi cô chúc đi ba. TV xin chào cả nhà nha. Cái chung cả nhà đến video theo của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem set video đến đôi nha cả nhà. Giữa cô Trúc với Chi Linh. Anh Chuyển với anh Triều cả nhà. Set video này hai đội đồng 100 điểm cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm trọng tài cho hai đội nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem xét giờ đánh đôi với mình luôn cả nhà. Có hiểu gì không? Một điểm đầu tiên cho đội của Triều với Chuyển. Bỏ vô quyền đi, chị Chuyển kêu cơ đang đánh là anh Chuyển nha, có xuất hiện trên kênh mình một clip nha. Hôm nay anh tới giao lưu với tiếp tục với kênh mình. Tám à chị, tám nữa là chín. Ở hơi xa hai. Hai điểm đầu tiên cho cô Trúc. Điểm số bây giờ 9-2 cả nhà. Bên đội của cô Trúc với Chi Linh 2 điểm. Anh Chuyển với anh Triều là 9 điểm cả nhà. Set bây giờ này hai đội đồng 100 điểm cả nhà. Có điểm không Triều? Triều. Có điểm đầu lên giùm em nha. Rồi mình chỉnh máy với mình.
cầm máy quay cái nhảy. Điểm mà hay quá bộ. Bộ cho màu lên, nặng bí lên nha bộ. Dạ em mời cả nhà uống nóng tay thanh với em. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, sức khỏe, dồi dào, làm ăn phát tài cả nhà ơi. Để cái tay cái nhà ơi. Đổ tay lên em. Hay quá bồ ơi. Bồ cho bầu lên, nằm bí lên nha bồ. Đi lên. Ba. Ba nữa năm. Dạ 3 đến 12. Anh Chuyển là ở Tân Hồng nha. Về anh Chuyển nghỉ Tết rồi, giờ hôm nay đang trên đường đi lên Bình Dương làm. Rồi anh Chuyển ghé với kênh mình giao lưu một xe rồi anh Chuyển sẽ đi làm cái nhà. Rồi anh em nào ở dưới An Bình Dương có chơi bia đó thì cứ để lại comment cho mình nha. Rồi anh Chuyển vô cái bình luận rồi tới giao lưu luôn cái nhà. Chuyển cho địa chỉ anh ở dưới An phải không? Ở dưới An, Bình Dương. Để lên chảnh thì có người kiếm anh á, lên clip là có người kiếm. Có gì anh vô đọc luận này để chỗ nào đó muốn giao lưu với anh á, thì anh vô đọc luận anh. Hay quá chị ơi. Mấy anh chọn? Dạ 3 đến 15. Quá bộ. Đúng rồi, cho đen cái tặng một ta đen. Trùng mẫu. 1 với 6. Chiều chén hả? Chiều chén hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai anh em chưa đủ là còn người nó mới ba anh em. Mưa nữa, chiều chỉ mưa. Hai anh em tin chợ không chịu ổn. Chợ không mà. Trời ơi, đâu mà lòng rồi vậy ta. Chèo, chèo ơi, lộn mép hả? Lộn quên rồi, lộn mép. Bốn nha mười. Tắt tiếng rồi. Đó, anh chịu một điểm không? Anh chuyển ha. Chuyển một điểm nó 16. Này là có nằm được coi. Lại nhỉ? Ở anh Trúc bộ ơi. Năm. Ừ. Nói vô cái đêm vô. Ê hở ra bố ơi. Trời ơi thiếu em miếng rồi. Thấy chút. 5 giờ chủ tài ơi. 5 hả? 5. 5 nữa 15. Ôi ơi vậy. Thiếu.
3 đến 19. Quá đẹp, quá đẹp chị ơi. Chuyển lên Bình Dương Dĩ An nha cả nhà. Nãy giờ mình nói cái vậy. Có đam mê bây giờ thì cứ Bình Thuận, để Bình Thuận đi anh chuyển để tìm tới giao lưu với cả nhà. Còn ngon lắm. Chín anh chị, chín điểm anh chị, chín 28. Quá đẹp của chúng ơi, ngọc quá đẹp, hay quá vô ơi. Vỗ tay vỗ tay lên.
Rồi, để chưa? Để chưa? Quá gồm. Quá gồm. Gồm. Mày giữ gì ta? Vỗ tay. Quá đẹp. Năm. Ai giữ gì ta? Năm. Ai giữ gì ta? Vỗ tay. Giờ muốn mày gì vậy? Chết rồi. Lộ lắm rồi. Dạ. Dạ nó tuột bộ ơi. Miêu bảy miêu mới được bảy mấy anh bảy sáu tám nha đó giờ gà đúng không sao không có gà nữa tám phải tám ngay vàng mới được bộ quá xe cà đét á tay vỗ tay cho Hoành dữ anh em chỉnh chỉ quá chặn siêu điểm mời quý rồi mấy nữa là đó rồi nữa là đó rồi quá ừ là cái nhà hôm nay cô chú quá quá trời ủng hộ bên Hồng Camera mình bây giờ là gần 500.000 khán giả đang xem các nhà. Không nổi à. Vỗ tay. Vỗ tay. Mấy mươi chút mấy 11 nữa 27 có hấp dẫn cái gì gắn điểm nữa đủ bằng điểm ra nó khó quá hay quá bộ đó bầu lên rồi bí phê lên đi bộ ừ bầu lên rồi là bí phê lên chậu lên bí lên ừ đó bầu nó có giá mà bí nó sẽ giá hay quá đó thấy ông bầu lên bí lên à nếp này có năng lượng lên cái này nào nghĩ là nếp không hiểu đó đúng đi ừ quá xa rồi bao nhiêu 229 qua mặt rồi đó muốn trúng lắm mà ngặt nó không trúng rồi chứ hay quá chị ơi tá em đó coi trời ơi tá em đó coi
chúng cái này là 10 điểm đấy. Hay quá. Quấn đường hay quá. Nhớ luôn mặt bơi được rồi. Nhớ đừng có nhớ để cho em dạo đi sách không. Chơi đỏ nằm nó luôn rồi đó. Đừng ai đụng chơi đỏ cho nghe. Đâu chơi đỏ làm gì rồi, có chơi linh rồi. Cái này là anh thua chứ đó mà mấy rồi. Ừ vậy đi anh Kiểu. Không qua anh chị không điểm luôn hả? Nhét cái người xuống rồi kìa. Trời ơi hụt mà anh em ơi. Tính cái này vỗ tay cái còn lên. Tính cho ai vậy? Bao mấy triệu? 1 đến 29 triệu. Chào quý nha. Điều dưới 29 triệu luôn. Quý gì vậy? Điều không mà có đây có điều không? Quý mập. Hay quá mà quá. Quý thơm, quý thơm. Quý thật thơm, quý thật thơm. Chào luôn. Ý giờ làm hết bất ngờ. Hai chứ Linh. Hai nữa 31. Dạ cho thêm một ba nữa vậy. Mình làm đây mà nước hụt không nhớ mọi mình nước hụt. Một. Quá đỡ lại nghe. Hai. Hay quá nhiều ơi, lên chút nữa coi có giờ gà không đây. Phải có lỗ. Ừ. Có nhiệt tình chưa? Có lỗ anh. Hai. Có nhiệt tình chưa?
Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Ở ra chút bộ. Tám. Trời ơi, vậy mà lộn em trời. Tám chồng tài ơi. Tám hả? Tám mới 39. Chết em quá lộn. Ừ, vậy rồi ừ. Cố lên coi. Quá hay. Hay quá rồi. Chết hết rồi. Ủa, nhỏ nó dặn là tiếng nó không gặp. Quá đẹp. Quá. Ba nữa 32. Hay quá bộ ơi. Hay quá. Hay quá. Ừ, đây bộ. Trời ơi, từ từ bộ ơi, ghế banh bộ ơi, từ từ. Ừ, cái chuyện gì mình cũng từ từ chút thôi. Dạ anh Ngọc. Cảm ơn nhà chú Ngọc ơi. Uống gì cục vàng. Ồ, cục vàng. Cục vàng của tôi, cục vàng của em nha cả nhà. Để cho Thanh quá đi, mày chọc bọn chữ rồi hết mày clip. Hay quá quên. Có quay rồi. Bây giờ. Đây là nhà Tí Linh. Thank you.
Mẹ nó chạy. Dạ năm nữa. 37. Vỗ tay. Vỗ tay hay lắm bồ ơi. Vỗ tay lắm rồi đó nghe. Nghe chiều nay thiệt vậy đó. Trời ơi. Một trong tay ơi. 1-40. Thấy mắt gì là nó liệt mờ mờ rồi sao mà thấy anh không biết mấy cái hay quá bồ ơi, vỗ tay bầu lên nữa nghe bộ, bí nó lên nghe bộ. Hay quá bồ ơi. Hay quá bồ ơi. Ủa nhớ chúng là hay đó bồ. Năm nữa 45. Hay quá. Bỏ à. Ô hay quá anh Diễn ơi. Cố lên anh Diệu ơi. Rồi. Quánh thoải mái đây, mọi chuyện đã có anh Diễn lo. Cá cánh đi, chiều nay anh Diễn đi Bình Dương rồi.
Ô, xe này chạy dưới cụ độ đi theo nó gì? Anh em nha. Hay quá. Má ơi. Mấy em vậy? Dạ 845 triệu. Quá. Quá này bánh quá, quá đẹp rồi, đẹp rồi. 45 triệu. Cốc nhảy. Lời đó rồi. Rồi. Trời ơi, hên công nhận hên mà cố bắt. Bà, chắc bây giờ nó còn một hai. Còn một điều đó. Thứ gì chưa nói? Chưa gì cũng được. Ôi ơi. Hai vòng tài ơi. 2 nó 47. Ta đi 2 mà đi 3. Thì nó gắn đỉnh được. Có đẹp không vậy? Hay quá. Cứ bình tĩnh tự tin đi. Giữa tâm là thế nào cũng ăn à. Một cái gì không? Một nó 46. Hay quá bộ. Hay quá. Bầu lên. Hay quá bồ ơi. Hay quá bồ ơi. Bồ ơi. 4 nữa 51. Quá đẹp nha anh. Quá hay dạ. Anh Diễn ơi. Đi quá đẹp. Wow.
Mai chú dạ 6 52. Ô đâu là mẹ okay. Người dư người thiếu rồi. Người dư người thiếu rồi. Quá tệ. Ô quá tệ luôn. Linh Linh nó rồi luôn. Rồi nó uống thì ghê trời. Ấm còn hơn là gì nữa. Dạ 1 có 53. Hay quá rồi. Thôi ra ra điều đến rồi còn gì nữa. Là nhà chịu tiền. Xíu. Đó, ngon lắm đó mọi người. Bầu lên này cho bí lên cái cây. Hay quá bộ ơi. Những bạn quân nữ. Quá bộ ơi. Bốn tới 55. Rồi đi. Đây một tép mà tắm em cho. Rồi hai tắm đi. Đá nó đá quá vậy đó mà đi đứng theo tới mà. Mấy rồi anh chèo? Dạ 4 đến 57. Yeah.
Rồi. Ba. Ôi ôi quá tào lao. Ba thằng tài ơi. Ba nó 58. Ôi trời ơi trời ơi trời. Cứ ăn nó bầu, cứ ăn ngon hơn. Cả hai bằng cũng được, không có. Cứ ăn cái gì luôn. Đó. Để đó. Để đó. Để đó. Để đó. Hay quá rồi. Bây giờ lên. Hay quá rồi, để xong. Hợp anh. Mình chọn rồi. Hay quá rồi. Hay. Dạ một 58 điều. Ba. Năm. Muốn lang thang mà. Năm. Sáu. Trời ơi em quýnh đường đó đó anh ơi. Sáu. Ồ quá dữ rồi. 6 dùng tài ơi. 6 nữa là 64. Hay quá bộ ơi. Hãy
Bầu lên là bí nó phải lên thôi. Bầu bí lên điều da có con giá. Bầu lên là bí nó lên, hai thứ nó có một giá thôi. Đồ khó. Ừ, hay quá cô. Trời ơi. Bảy nữa là 71. Vậy đi anh Chiến ơi. Một anh Chiến. Dạ 159. Hay quá. Một. Cuốn này là tính 2 điểm đấy. Ủa tới dậu rồi. Một đồng tài ơi. Đã một nữa 72. Không biết chồ. Để bắt chịu. Dạ 1 lên 60. 60 72 cái vậy. Anh nói nghe gì nó đâu đá đâu. Nói nghe nó đâu có đá đâu. Nó chết nó tính đá rồi đó. Ờ thấy nó đá rồi đó. Ở nhà clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh cả nhà ơi. Nhận được đó. Những thông báo mới nhất của kênh mình. Một lượt like, một lượt chia sẻ để có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho cả nhà xem.
Dạ ba nữa 63. Số giờ bên đội của anh Chuyển với anh Kiều là 63 điểm các nha. Cô Trúc với Chi Linh 72 điểm. Sách Bia này hai đội đồng 100 điểm các nha. Đấy. Ôi. Là vậy thôi vậy mà nó thiếu bé chịu. Không đâu 64. Hai nó 74. Ủa rùa đâu chạy nghe chắc rồi mày đã cái chập.
chiều chiều quá nói với nhiều á. Chiều chiều chim dịch chiều chiều quá nói với nhiều cù lông dưỡng thứ gì cái tâm đó. Không lời luôn hả? Trời ơi, tôi quýnh quá trúng rồi đó. Tôi đâu tự nhiên tá nữa chứ. Dạ, có ăn hả? Có ăn hủ tiếu trên chợ mình nè. Tiếu chà. Để sao có quậy không? Có là có quậy. Ăn hả? Ờ, đỡ bạn. Chứ gan, chứ ăn lên luôn. Có gan nó làm giàu. Nói được rồi, tứ có gan nó không có ít ít có làm giàu á. Vậy đi bộ. 3 nữa 77. Có một cái thằng mẹ thì chắc là dễ muốn gì hết trơn. Đẹp dữ lên chị. Sao mẹ thua gạch cái bên mẹ quá dữ rồi. Đó, có điểm rồi đó. Không, 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 ừ, được, được. Hai điểm rồi. Hai điểm được không? Thôi đủ cái này luôn á. Đủ cái này đó. Đi đủ là đi ông đó là đi em đi đủ là tự nhiên thử lắm là trăm ngàn. Rồi. Cái đó là. Ráng đi anh chịu ơi. Đi ra mà vừa có 500 ngàn về nó thứ gì chưa nói. Đi đủ là tôi mấy nhiêu? 4. Dạ 4 đến 75. Phải có gì đâu. Kẹp rồi, rồi. Hay quá. Tương lai đó, tương lai mình được học.
Rồi, ốc à, ốc lá cho chúng luôn, trái đen ốc à. Hai anh chị. Rồi một nữa, 76. Trời ơi. Một trọng tài ơi. Một đứa 78. Đâu mà tách cơ em để mài ghê gươm lại mới được. Mài gươm mới được. Tách cơ mài gươm mới được. Đó, đứa cuối còn còn là bà anh Kiều anh đi được là thắng bà cả nhà. Trời ơi, vậy đi được là thắng đó. Đi được là thắng đó. Tách cơ đau lòng em quá. Giữ dài cuối bánh được mấy hay chứ. Đi này. Đủ luôn, vẫn còn 5 xị, vẫn còn giá cũ. Bây giờ nếu muốn đủ vẫn còn 5 xị. Anh thấy để còn 5 xị. Đó. Đó đẹp. Ủa, còn 20 điểm nữa đó bà ơi. Nữa là còn 2 hả? Ừ, còn 2 điểm. Em quánh đi là đâu quánh đi chiều tới đâu hay tới đó. Sớm giờ nó không có chút đó. Chạy ngu quá, vừa nói tất cơ nữa. Giờ 4 đến 80. 80, 78 cái nhầy. Chết cơ này. Đậu này vừa quá nè anh em. Đậu này đậm quá. Đậu này quá rồi. Đậu này quá rồi. Đậu trái em mới tách cơ đó. Chịu đi 4 điểm đó. Hay quá bà ơi. Đánh quá. Hay quá Quỳnh ơi. Chào cả nhà ơi Quy. Chào cả nhà ơi. Giờ chào mới cũng được, biết gì mới được cái gì. Hello cả nhà, cắt hết lớp. Ừ. Bữa nay giờ hết ngày rồi. Nguy hiểm quá. Giờ một được 81. Nguy hiểm đấy.
như thế nhỉ? Một chút một trời ơi ờ chút chút lên hay quá dốc không nhẹ nhọt quá phải chịu mới được anh ơi. Hai ừ quá êm à qua miếng nữa không hai ba quá mạnh này bốn có chút đi cơ này đủ rồi, tưởng năm 2 ngàn. Bốn. Ba điểm nữa thôi, nếu mà đi đủ là tưởng. Trời ơi, anh ơi, anh nói 200 lần em nuốt chắc luôn rồi. Bốn hả, 87. Coi vô suy nghĩ cái 200 nữa. Chút nữa tới bả đánh rồi, ông nói vậy đó bả đánh hụt à. Bây giờ chị thử đi, ra thử đi chị thử. Dạ đo ngon cái gì quýt rồi, nó thấy dữ vậy. Ngon dữ vậy. Một anh chịu giờ một là 82 và ba trọng tài ơi ba nữa 90 anh Kiều này kêu chứ mi nó nghe trời ơi anh chỉ kêu chứ mi nghe hay quá bồ ơi còn 10 điểm hai đứa mình chia đôi đó một ôi trời ơi xíu nữa dư nữa rồi kiều mới chết mình mới chứ kéo
Đó bộ ơi, có sẵn chớm thì làm mừng luôn bộ. anh đi trốn hả? Hay quá bộ ơi. Sáu rồi, 96 4 không? Rồi tới tôi. Đi đủ cái này thử 200k nóng. Kêu ta thưởng người bính rồi ta thưởng là cổ không có mưa thưởng không hợp lắm. Nói thưởng thì đủ 200k. Có nói được hả? Đau lòng em trời. Quá uổng. Đúng rồi, giỡn không à. Đừng giỡn không à thiệt. Uổng ngay cho ra, đâu uổng ngay cho ra nóng trời. Lâu lâu mới có một lần mà có tiền về Bình Dương mà lại chết luôn á. Tiền của xăng ở trên của này. Chuyện này không có tiền đổ xăng luôn à. Có tiền đổ xăng 8 điểm. Chuyến này hết có tiền đổ xăng luôn à. Đều đủ luôn à. Đều đi coi này đủ luôn rồi. Đều đủ luôn à. Học chết luôn mới còn gì nữa mà xả. Nhẹ nhẹ là nguy rồi. Chắc là chắc. Bỏ hết vô. Bỏ 183. Phải nó lên đỉnh hết không thì mình chết có đau tận. Cố rồi. Đánh liền mà cho chịu tụt vườn kéo lên xuống quay. Hay quá bồ ơi. Nếu mà cơ này không đủ còn tương lai phải là được cao quá hơn anh em ơi. Quá điên mà anh em. 197. Đó, cơ hội không đến lần thứ hai. Hay quá anh ơi. Hay phá sổ cái này. Hay nó 99 phá sổ, còn 1. Trời ơi. Hay. Hay nó 99 phá sổ rồi. Chưa kết thúc chương trình. Bên anh Triệu di chuyển là 84 còn 16 điểm. Đậu quên mạnh đó đó. Liệu cơ này anh chuyển anh Triệu có kết thúc số đó không cả nhà? Ừ.
rồi xong. Kết thúc chương trình live truyền hình đến đây là hết. Rồi kết thúc chương trình live truyền hình đến đây là hết. Rồi kết thúc tiếp nha các nhà. Yeah. Rồi chúc mừng kết thúc thắng các nhà. Yeah. Lại cho lên. Lên cho mẹ nha. Bình Dương là chúc mừng nhiều sức khỏe. Đi làm đồ bên em. Rồi. Chúc mừng nhà chơi sức khỏe nha. Đi. Thôi xin chào này bên đội của cô chú với chị Linh Thắng nha các nhà. Và bây giờ cho tem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye các nhà, hẹn các nhà vào lúc sau. Bye bye.